nhiều người giáo dân ngày nay dường như đang bất bình với những cách xử trí và trả lại công lý sự thật cho giáo hội. Sự thật ở nơi giáo hội chỉ là một phần, mà là sự thánh thiêng và nơi bí tích mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập ở trong giáo hội khi bị phỉ báng, thì đó là một vấn đề vô cùng lớn. Nhiều người nói ngày hôm nay các vị giám mục, linh mục đã làm gì khi để cho những người công chính, những người khao khát sự thật không còn nơi nương tựa, họ phải tìm về nương tựa nhau như bây giờ. Việc của các linh mục là sống công chính để làm chứng cho Chúa và dẫn dắt những người tin vào Thiên Chúa, mà bây giờ gian dối ngoài xã hội không nói đã đành, gian dối ngay trong giáo hội cũng không dám nói luôn. Chúa giao cho càng nhiều thì sẽ lấy đi càng nhiều. Với chia sẻ của Hoàng Kim nói rằng đến ngày nay, sự việc về anh Hồ Hữu Hoàng được phong linh mục ở giáo phận Maxim đã tương đối rõ ràng khi có tuyên bố chính thức của giáo phận Maxim và thư minh định của Đức cha Nguyễn Hữu Long rằng Đức cha không ký thư ủy nhiệm, và đồng thời giáo phận Vinh thông báo cách chức chánh văn phòng và trưởng ấn tòa giám mục Vinh của linh mục Nguyễn Nam Việt. Thư minh định ký vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhưng đến nay linh mục Nguyễn Nam Việt không lên tiếng với tư cách là vị trí của ngài. Thiết nghĩ không có gì ngăn trở việc ngài lên tiếng bảo vệ danh dự và bảo vệ sự thật. Cho nên xem sự im lặng của ngài đó là chấp nhận lời buộc tội từ Đức giám mục Nguyễn Hữu Long cho tới khi ngài lên tiếng. Với chia sẻ dựa vào sự phân tích bằng lý trí và logic từ chứng cứ là các tài liệu được công bố, nên chỉ hạn chế trong tính hợp lý ở thời điểm hiện tại dựa trên những tài liệu tham khảo như tuyên bố chính thức của giáo phận Maxim về việc truyền chức linh mục cho John Batista Hồ Hữu Hòa. Thứ hai là thư minh định của Đức giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long là giám mục giáo phận Vinh và thông báo của giáo phận Vinh về việc cấm anh Hồ Hữu Hòa ban bí tích và thực hiện nghi lễ ở ngay trong giáo phận Vinh. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự giới thiệu và bảo lãnh của các đức giám mục cho việc phong chức phó tế hay linh mục cho anh Hồ Hữu Hòa. Việc truyền chức này diễn ra sau những thủ tục thông thường theo giáo luật, nhất là với việc đệ trình các văn thư ủy nhiệm cần thiết được ký bởi giám mục An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, là đức giám mục giáo phận Vinh, được đánh dấu tòa giám mục và được xác thực bởi linh mục trưởng ấn Gerardo Nguyễn Nam Việt. Đức cha giáo phận Maxim cho biết như vậy. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long phủ nhận trong thư minh định rằng không hề có sự việc tôi ký tên vào văn thư ủy nhiệm cho đức cha Cantilas, giám mục giáo phận Maxim, để phong chức linh mục cho anh Hồ Hữu Hòa, cũng như ký tên vào bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc đào tạo và chứng thực tư cách để anh lãnh nhận thánh chức với văn thư ủy nhiệm được đọc trong lễ phong chức linh mục, và những văn thư nào khác đều là giả mạo ngụy tạo. Đức cha Nguyễn Hữu Long ngài cũng đã minh định ngài chẳng liên quan, thì văn thư là giả mạo và người giả mạo các văn thư này đó là linh mục Nguyễn Nam Việt, nên đức cha đã cách chức văn phòng và trưởng ấn tòa giám mục của linh mục Nguyễn Nam Việt. Có dư luận cho rằng phải huyền chức linh mục Nguyễn Nam Việt mới xứng tội, nhưng đó chúng ta biết rằng linh mục Nguyễn Nam Việt không nắm giáo xứ, thì khi cách chức trưởng ấn và chánh văn phòng, ngài không làm lễ, chỉ còn được phép thực hiện các bí tích nhưng không được tiếp xúc với giáo dân thì ban bí tích cho ai, nên hình phạt cách chức không xa huyền chức là bao nhiêu. Trong số các văn thư này có một thư của đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục hưu trí của giáo phận Hà Tĩnh, nguyên giám mục giáo phận Vinh, đã giới thiệu đương sự đến văn phòng chúng tôi và nêu lý do thỉnh nguyện, đó là tuyên bố từ giáo phận Maxim cho biết như vậy, hết trích. Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp ngài chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên giáo phận Maxim phong chức linh mục cho Hữu Hòa thì chỉ cần thư ủy nhiệm của giáo phận Vinh là đủ, chứ không cần đức giám mục Nguyễn Thái Hợp đã về hưu thỉnh nguyện thêm làm gì, không cần thiết. Năm 2013, anh Hữu Hòa được đức giám mục Nguyễn Thái Hợp giới thiệu vào học viện ở Sài Gòn học triết học và thần học có thể để làm linh mục. Việc giới thiệu này bình thường vì Hữu Hòa vào Sài Gòn học khác giáo phận nên đức giám mục phải viết thư giới thiệu. Thế nhưng anh ta lại hành nghề phong thủy, hành nghề phong thủy là lạc giáo, mà Hữu Hòa là thầy phong thủy loại cao cấp, liên hệ đến
Nhiều vấn đề. Như vậy câu hỏi đặt ra là Đức cha Nguyễn Thái Hợp ngài có viết thư thỉnh nguyện để phong chức linh mục cho Hồ Hữu Hải hay không? Cho đến thời điểm hiện tại, cha Nguyễn Nam Việt vẫn chưa lên tiếng cải chính sự việc. Với tư cách của ngài, thiết nghĩ không có gì ngăn trở việc ngài lên tiếng bảo vệ về danh dự và bảo vệ sự thật. Cho nên xem sự im lặng của ngài đó là chấp nhận lời buộc tội từ Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long cho tới khi ngài lên tiếng. Trong tuyên bố từ giáo phận Marcin, trong thành tông và tin tưởng chúng tôi đã truyền chức phó tế cho Gian Battista Hồ Hữu Hòa vào ngày 8 tháng 9 2022. Nhưng giấy xác nhận và giấy chứng nhận tốt nghiệp thần học của Hữu Hòa đăng trên Facebook của Trình Xuân Giáo cấp vào ngày 15 tháng 9 2022 và ngày 7 tháng 10 năm 2022. Như vậy thì Hữu Hòa được phong chức phó tế trước khi tốt nghiệp thần học ở học viện. Và điều này sai với điều 1032 của Bộ Giáo luật triệt 1. Ứng viên lên chức linh mục chỉ có thể chịu chức phó tế sau khi đã học hết 5 năm triết lý và thần học. Được phong chức phó tế, vậy phó tế Hữu Hòa thi hành chức thánh bằng cách tham gia làm việc phục vụ ở đâu, giáo xứ nào, ai phân công và tại sao Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long không biết. Sau khi phong chức phó tế cho Hữu Hòa tại giáo phận Marcin thì giáo phận Marcin phải có thư báo đã phong chức phó tế cho Hữu Hòa với Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long để ngài phân công phó tế Hữu Hòa tham gia mục vụ ở giáo xứ theo giáo luật. Vậy thư báo này ở đâu mà không đến tay Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long? Việc này cũng vi phạm vào điều 1032 của Bộ Giáo luật. Sau khi mãn chương trình học trước khi chịu chức linh mục, phó tế phải thi hành chức thánh bằng cách tham gia làm việc mục vụ trong một thời gian tương xứng. Tùy theo giám mục hay bề trên cao cấp có thẩm quyền xác định. Để được phong chức phó tế và phong chức linh mục phải có lời rao 3 lần ở 3 chủ nhật liên tiếp cho giáo dân toàn giáo phận Vinh biết. Và sau 3 lần rao không có điều gì ngăn trở mới được phong chức. Vậy có lời rao này hay không mà cản linh mục và giáo dân ở giáo phận Vinh có biết hay không? Theo giáo luật, điều kiện để được chọn làm trưởng ấn tòa giám mục phải là một linh mục khôn ngoan và kín đáo, có thanh danh và không có gì đáng nghi ngờ, được Đức Giám mục giáo phận chỉ định hay linh mục đoàn bầu lên. Một linh mục khôn ngoan như linh mục Nguyễn Nam Việt sao lại cất công qua Philippines để phong chức linh mục cho anh Hữu Hòa là một người mới ở tù 2 năm 8 tháng về tội môi giới hối lộ và làm thầy phong thủy. Một linh mục khôn ngoan có thanh danh sắp phản đối kịch liệt nếu thực sự Đức cha Nguyễn Hữu Long buộc phải làm một điều sai giáo luật và gây mất uy tín giáo hội. Theo giáo luật, khi truyền chức với ủy nhiệm thư là giả mạo thì được kể là sự truyền chức này không có ủy nhiệm thư hợp pháp. Vì vậy, người thụ phong bị vạ huyền chức tự động do chính sự kiện. Linh mục Nguyễn Nam Việt chắc chắn biết rằng dù được phong chức linh mục nhưng linh mục Hồ Hữu Hòa bị vạ huyền chức tự động, nghĩa là khi bị phát hiện thì chỉ có danh linh mục nhưng không được thực hành bất cứ một chức thánh nào ngoài trợ tử. Vậy lợi gì cho Hồ Hữu Hòa mà ngài lại làm như vậy? Câu hỏi lại được đặt ra. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là tại sao linh mục Nguyễn Nam Việt lại bất chấp tất cả, bỏ thanh danh và sự nghiệp cũng như là tính khôn ngoan, làm hồ sơ giả để phong cho được chức linh mục cho anh Hồ Hữu Hòa dù trước đó bị vạ huyền chức tự động, và sau khi được phong chức lại xin cho linh mục Hòa được nhập tịch làm linh mục của giáo phận Marcin chứ không về phục vụ ở giáo phận Vinh. Ngoài ra, biết mọi điều giả mạo đã xin được cho linh mục Hòa nhập tịch vào giáo phận Marcin, lẽ ra cha Nguyễn Long Việt phải khuyên lãnh Hồ Hữu Hòa ở yên chờ giáo phận Marcin phân công, có nghĩa là cho bài sai, và nhất là không công bố việc phong chức linh mục này ra, chứ sao lại để linh mục này đồng tế phô trương ngay trong chính giáo phận Vinh cho mọi người biết, rồi còn nói cho Đức cha Nguyễn Hữu Long biết, và khác nào nói rằng ông ơi tôi ở bụi này. Làm sai rồi phô trương cái sai để cho mọi người điều tra, đó là một điều không thể hiểu được với một linh mục khôn ngoan và kín đáo với vai trò trưởng ấn của tòa giám mục, có thanh danh và không có gì đáng nghi ngờ. Như vậy, tất cả những câu hỏi đó, biết bao nhiêu người giáo dân đang cần sự trả lời chính thức của Hội đồng Giám mục nói chung và giám mục ở địa phận là Đức Giám mục Chánh Tòa, là Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long. Trái tim mục tử hiền lành.
của Chúa luôn gắn bó mến yêu đoàn chiên và luôn mang lấy mùi chiên ấm vác chiên đau kiếm chiên lạc đường. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa say mến luôn thánh thể nhiệm màu. Xin cho linh mục của Chúa luôn dẫn bước kết liên đoàn chiên và luôn hăng hái nhiệt tâm đến với muôn dân khắp trên mọi miền. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Được mọi sự đời. Xin cho linh mục của Chúa luôn thánh đức chứa tràn niềm vui. Giản đơn và khó nghèo hơn chúng ta trong kiên hiến dâng đời mình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu đúng rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nên mối men ướp mặn tình đời. Chúa nên ánh sáng chiếu soi trần gian, truyền giao ơn thánh trời cao xuống khắp nhân gian khát khao hòa bình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu.